Thưa sư, cho con hỏi vi diệu pháp sư giảng được mấy buổi rồi, con nghe sư nói giảng vỡ lòng. Sư có giảng chuyên sâu và trọn tạng vi diệu pháp không? Con mong sư giảng chuyên sâu và trọn tạng luôn. Thì quý vị xem cái danh sách phát là vi diệu pháp vỡ lòng á. Nó có cái danh sách phát đó, và quý vị xem sư đã dạy xong rồi, cho nên là quý vị chỉ việc xem lại thôi. Và quý vị có hỏi là sư có dạy chuyên sâu hay không thì sư không tính dạy chuyên sâu, bởi vì khi mà sư dạy á, cái quan điểm của sư là sư dạy bất kỳ cái gì, sư nói về bất kỳ cái gì, sư phải làm cho nó thiệt là nhẹ nhàng, và làm sao cho cái người mà nghe, cái người học á, họ dễ tiếp thu nhất có thể. Cái giống như là sư làm cho nó mềm, thiệt là mềm. Nhưng mà cái vấn đề là vi diệu pháp mà khi đi về chuyên sâu á, sư không có khả năng làm mềm. Đi vào chuyên sâu là buộc lòng là nó phải khô, nó phải cứng. Mà cái đó thì sư chịu thua. Kêu sư dạy thì sư miễn cưỡng sư vẫn dạy được, nhưng mà như vậy thì nó đã có những vị dạy rồi thì sư không có lý do gì sư dạy thêm làm chi. Mà sư dạy á, mà sư không có làm mềm được nó đó, quý vị nghe thì quý vị ngủ thì nó cũng y chang. Quý vị đi học những vị khác mà cái khả năng mình không tới thì mình học cái gì pháp chuyên sâu mình cũng ngủ như thường. Chính bởi vì như vậy đó, cho nên là sư nhắm cái khả năng của sư là không có khả năng làm mềm những vấn đề chuyên sâu trong vi diệu pháp, cho nên là sư không có dạy ha. Rồi, đó là cái câu trả lời của sư.